Trước xu hướng dịch chuyển đầu tư của các doanh nghiệp Đài Loan sang Việt Nam, những năm gần đây, các lớp dạy tiếng Việt đang ngày phổ biến tại Đài Loan. Các nhà giáo dục Đài Loan kỳ vọng lực lượng này sẽ dần thay thế các chuyên gia cũ đang gặp hạn chế về vấn đề ngôn ngữ tại Việt Nam. Đặc biệt, trường Đại học Quốc lập Cao Hùng Đài Loan còn mở riêng một chuyên khoa tiếng Việt bên cạnh tiếng Hàn và tiếng Nhật. Trong chương mục mỗi tuần một địa chỉ lần này mời quý vị đến với một địa chỉ khá xa lạ để tìm hiểu xem khoa tiếng Việt ở nước ngoài hoạt động như thế nào. Kính thưa quý vị, tôi xin giới thiệu đây là phòng văn hóa của Việt Nam tại Đài Loan và đây là những cái sản đây là bản đồ của Việt Nam và do tại tận tay của các em sinh viên Đài Loan làm lấy nón, nón lá của Việt Nam để gắn lên thành bản đồ của Việt Nam và trong đấy có đảo Trường Trường à, Hoàng Sa và Trường Sa. Và ở trên là cột mốc văn hóa là thủ đô Hà Nội lấy chùa một cột làm biểu tượng cột mốc văn hóa và ở Huế thì lấy chùa chùa Linh Mụ và ở Sài Gòn là lấy ở nhà thờ Đức Bà làm ba mốc văn hóa của Việt Nam. Ngoài ra trong căn phòng nhỏ còn trưng bày nhiều hình ảnh quen thuộc với văn hóa Việt Nam như những bức tranh thư pháp, hoa sen, mô hình thông xóm lị tre và đặc biệt là mô hình văn hóa lúa nước thu nhỏ. Đây là nơi trưng bày để giới thiệu văn hóa Việt Nam cho sinh viên ngành tiếng Việt, khoa Ngôn ngữ và Văn học Đông Á, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thuộc Đại học Cao Hùng Đài Loan. Chuyên ngành được thành lập vào năm 2007, bên cạnh chuyên ngành tiếng Nhật và Hàn Quốc. Theo giáo sư, tiến sĩ Trần Chí Văn, trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn học Đông Á, xu hướng đầu tư từ Đài Loan vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trong những năm gần đây. Các nhà đầu tư đang cần một lực lượng có chuyên môn giỏi tiếng Việt để đưa sang Đài Loan làm việc. Đài Loan của chúng tôi là một hòn đảo thuộc châu Á, do đó chúng tôi có rất nhiều mối quan hệ về thương mại, giáo dục, văn hóa với châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Đối với Việt Nam thì hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư Đài Loan đến Việt Nam, vì vậy ngành tiếng Việt góp phần quan trọng trong việc hướng nghiệp cho các sinh viên muốn phát triển tại Việt Nam. Làn sóng đàn ông Đài Loan cưới vợ Việt Nam vào những năm 2005-2006 đã tạo ra số lượng không nhỏ lớp trẻ trong các gia đình có mẹ là người Việt có nhu cầu học tiếng Việt rất lớn. Do đó, khoa Văn học và Ngôn ngữ đã quyết định đi tiên phong mở chuyên ngành tiếng Việt đầu tiên tại Đài Loan, trong khi việc dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai đang rất phổ biến tại hòn đảo này. Tuy nhiên, do đi tiên phong nên những ngày đầu thành lập, ngành tiếng Việt đã gặp không ít khó khăn. Cô Nguyễn Thị Mỹ Hương đã dạy tại trường khoảng 5 năm nay, vẫn còn nhớ về thời gian phải mượn lớp của đại học tự nhiên, cũng thuộc đại học Cao Hùng. À cùng trong khoảng thời gian đấy thì cũng có rất là nhiều khó khăn và à cùng là thầy trò cùng nhau có nghĩa là cùng giải quyết bởi vì trước đây là cái cơ sở vật chất này chưa có và đã mượn của một khoa khác khoa cái khoa học tự nhiên bên kia và à, có nghĩa là dạy ở có nghĩa là phòng ốc các thứ nó cùng vất vả thành ra thầy cô thầy và trò đều có nghĩa là cùng vượt qua và đến bây giờ thì đã có một cái cơ sở tương đối tốt để cho các em học nhưng khó khăn lớn nhất là việc chưa có một giáo trình tiếng việt hoàn chỉnh ở bậc đại học các giáo viên ở đây phải vừa dạy vừa làm nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng giáo trình khó khăn bước đầu là, là có thể là do là giáo trình chẳng hạn ví dụ bây giờ có thể khoa, khoa này là khoa mà đầu tiên ở đài loan có đào tạo chuyên ngành tiếng việt bởi vậy chưa thực sự là có một cái bộ giáo trình thống nhất mặc dù là có, bởi vậy nên khi mà các cô giáo các cô trước vào đây là đều là phải tự mình tìm hiểu tự mình đi tìm các cái giáo trình về tiếng Việt của Việt Nam hay là của nước ngoài hay thậm chí là còn phải đi tìm hiểu các cái cách biên tập giáo trình của các bộ môn khác ví dụ bộ môn tiếng Nhật, bộ môn tiếng Hàn để tự biên tập cho mình một bộ giáo trình. Nhưng bù lại nhà trường rất quan tâm đến việc tạo môi trường thực tế cho các em sinh viên được cọ sát. Bên cạnh việc học lý thuyết về các bộ môn chung để trang bị cái nhìn toàn diện về đất nước và con người Việt Nam, định kỳ hàng năm cứ đến ngày 1 tháng 7 các em sinh viên năm thứ ba sẽ được gửi đi thực tập tại các doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam. Việc thực tập này nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ Bộ Giáo Dục Đài Loan và từ chính các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Theo Giáo sư Trần Chí Văn, việc này mang lại hiệu quả rất lớn cho cả khoa và sinh viên. Việc đưa sinh viên sang Việt Nam mang lại hiệu quả rất lớn đối với khoa. Quan hệ hợp tác giữa khoa với các doanh nghiệp ngày càng phát triển. Các doanh nghiệp thường đưa phản hồi về những ưu khuyết điểm của sinh viên. Thông qua đó, khoa có thể có những điều chỉnh trong phương pháp giảng dạy cho phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. Còn đối với sinh viên, nhiều em đủ điều kiện và năng lực tốt đã được doanh nghiệp nhận trước. Các em có thể quay lại làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Cũng theo ông Trần, chuyên ngành vừa ra đời được hơn 8 năm và có 3 khóa sinh viên tốt nghiệp, tất cả các sinh viên này đều đã có một công việc ổn định. Đặc biệt trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp còn liên hệ với nhà trường để xin sinh viên đến thực tập. Số lượng sinh viên thậm chí không đáp ứng đủ nhu cầu của doanh nghiệp.